Wow, Hạo Khang không những đẹp trai, diễn giỏi mà chơi trò chơi cũng giỏi nữa. Một em gấu bông đã thuộc về Khang, nhưng người được ôm em ấy lại là bé Phương Vi dễ thương nè. Còn bây giờ thì đi khám phá buổi tối ở khu du lịch cáp treo núi Sam nha cả nhà thân yêu. Một buổi tối tại cáp treo núi Sam diễn ra sân khấu nhạc nước Lotto Show với mỗi giá vé Lotto trị giá là 10.000 đồng. Chúng thưởng những phần quà giá trị và chương trình ca nhạc hát với nhau. Những cái bàn, cái ghế hoàn toàn miễn phí. Quý khách đến đây có thể ghé chơi những trò chơi nhân gian trúng thưởng, thưởng thức ẩm thực với những món ăn đồng quê, rất thích hợp cho những quý khách đi cùng gia đình và bạn bè. Đặc biệt, hóa đơn trên 1 triệu sẽ được tặng 5 vé đi cáp treo tham quan miễn phí. Cáp treo núi Sam còn nhận đặt tiệc liên hoan, sinh nhật, hội nghị. Quý khách muốn tạo bất ngờ cho người thân yêu bằng một buổi tiệc thì nơi đây chính là lý tưởng ạ. Cáp treo núi Sam rất hân hoan được chào đón quý khách.